Con ngoài cái biểu diễn nãy giờ con còn cái biểu diễn nữa không? Dạ còn. Còn gì? Dạ còn công phu. Còn công phu hả? Dạ. Mời con. Quý vị, cháu không những có thể đập được dưa hấu mà còn có thể đập được những thứ khác tương tự. Mời anh Đức, thứ khác tương tự. Mời anh Đức. Mời anh Đức. Mời lên để trải nghiệm thôi. Không cần, Đức sẽ tự nguyện không. Đức sẽ là học trò của cháu. Em phải có vũ khí. Không phải vũ khí. Để một mình cháu và Đức thôi. Tức là cháu sẽ chỉ cho Đức gọi là công phu trung bình tấn hít để chi. Khi mà mình tập được công phu, tức là nỗi đau nó không xâm nhập được cơ thể mình. Đúng không con? Thấy chưa? Rồi con chỉ chú Đức đi. Dạ, trước tiên là con sẽ chỉ chú cơ bản trước. Đúng rồi, chú có con chỉ nâng cao chú cũng có biết đâu. Em chào. Chào. Đó. Rồi bắt đầu chú trung bình tấn rồi, lấy hơi nè. Đó. Rồi. Dừng lại đó con, dừng lại đó. Tức là khi mình làm ở đây thì cái khí ở đang điền đó đúng không con? Nó lên là cơ thể mình chống chọi với mọi nỗi đau. 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 Đúng không? Tối mai ai khóc nỗi đau này. Tại vì ủa à, chưa được hả con? Dạ. Xin lỗi, lặp lại. Dạ phải tập lâu chú. Hả? Phải tập lâu. Phải tập lâu mới được hả? À tôi tưởng tập có được liền. Có đau. Đau thiệt. Đau thiệt. Nè, đau thiệt à? Đau thiệt. Ủa đánh nhẹ mà ta? Không, cũng đau. Thôi về chỗ. Anh mời Diệu Nhi lên thế chỗ em được không? Diệu Nhi lên thế chỗ em được không? Diệu Nhi lên đi em. Thưa quý vị, phụ nữ thường thích lụa là. Em lên đi. Em hợp thôi cái này. Thôi nói chơi chứ phụ nữ ai làm vậy. Thưa quý vị, quý vị hãy nhìn đây. Đây là gì? Ít thương. Mà cái thương nó rơi vào tay ai thì sẽ hoành tráng. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Lâm. Đúng rồi, anh múa hay lắm. Lưu Kim Đứng sẽ xuất hiện một phần nhỏ tại đây. Mời anh. Và anh Long sẽ biểu diễn cho quý vị coi. Tài năng nằm ở đây rồi quý vị. Ôi.
Rồi bây giờ tôi sẽ tự làm nhạc, tắt nhạc đi. Tăng 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 là con múa theo bài quyền, còn chú múa là theo kiểu múa bộ trong hát bội. Còn con hôm nay mà con diễn những cái này đó là phải chú phải tập ít nhất cũng phải khoảng 3 năm thì chú mới có thể chú làm những cái bài của con. Ví dụ như là cái bài cái nhị khúc con đâu rồi? Đây. Thấy chưa? Người có nghề nó khác. Đây, cái đó xong cái này. Hứ chứ. Đó. Lý Tiểu Long đó, á Lộc, Lý Tiểu Long đó. Lý Tiểu Long đi. Nhẹ 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 thôi. Quý vị, em nghe kêu một cái khóc. Chấn thương rồi. Ý chà, hú, ý chà. Đau à, chào, chào. Dầu, dầu. Dầu, ơi, không có dầu ở đây đâu. Ú chà. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh HTV2 V-Channel.